Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Cập nhật giá vàng ngày 5 tháng 8, vàng miếng và vàng nhẫn giao dịch tại 79,8 và trên 77,55 triệu đồng một lượng. Giá vàng miếng và giá vàng nhẫn trong nước được duy trì ổn định. Hiện tại giá vàng các thương hiệu đang niêm yết cụ thể như sau. Theo báo Quân đội Nhân dân, vàng miếng SJC đang được các ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank bán ra ở mức 79,8 triệu đồng một lượng. Các công ty vàng bạc đá quý cũng duy trì bán vàng miếng ở mức này. Ở chiều mua, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, tập đoàn Doji, tập đoàn vàng bạc đá quý, công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG và công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết ở mức 78,3 triệu đồng một lượng. Đối với vàng nhẫn, giá vàng SJC 4 số 9 niêm yết lần lượt ở mức 76,15 triệu đồng một lượng mua vào và 77,55 triệu đồng một lượng bán ra. Doji tại thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh giữ nguyên mức giá mua vào bán ra vàng nhẫn 4 số 9 ở mức 76,4 triệu đồng một lượng và 77,55 triệu đồng một lượng. Giá mua và giá bán vàng nhẫn thương hiệu PNG niêm yết ở mức 76,25 triệu đồng một lượng và 77,55 triệu đồng một lượng. Nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu đang mua vào bán ra mốc 76,32 triệu đồng một lượng và 77,52 triệu đồng một lượng. Phú Quý SJC đang thu mua vàng nhẫn với giá 76,25 triệu đồng một lượng và bán ra ở mức 77,55 triệu đồng một lượng. Giá vàng thế giới có xu hướng tăng, với vàng giao ngay tăng 2,3 USD so với mức chốt phiên tuần trước, lên 2.446,4 USD một ounce. Các chuyên gia cho rằng hướng đi của vàng trong tuần này sẽ phụ thuộc vào đánh giá của giới đầu tư về các thông tin và dữ liệu được công bố trong tuần, trước khi thị trường thiếu vắng các dữ liệu quan trọng. Báo cáo đang được chờ đợi nhất trong tuần là chỉ số quản lý mua hàng trong lĩnh vực dịch vụ tháng 7. Vào tuần trước, thị trường vàng đã đón nhận những tín hiệu được mong chờ nhất trong 2 năm qua, và giới nhà đầu tư đã không hề thất vọng. Theo đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã đề cập đến khả năng lãi suất sẽ được cắt giảm vào tháng 9 sau khi quyết định giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 7. Chủ tịch Fed Jerome Powell đã phát biểu rằng có thể đưa ra lý do để cắt giảm ngay tại cuộc họp tiếp theo. Lập trường ôn hòa của Ngân hàng Trung ương Mỹ đã giúp đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục mới là 2.500 USD một ounce vào tuần trước. Mặc dù Fed đã chắc chắn việc xoay trục chính sách, nhưng giới chuyên gia cho rằng hành động của Fed là muộn bởi nỗi lo suy thoái đã gia tăng sau báo cáo của việc làm công bố trong phiên giao dịch cuối tuần trước. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, nền kinh tế nước này chỉ tạo ra 114.000 việc làm vào tháng trước, thấp hơn nhiều so với mức dự báo của các nhà kinh tế là khoảng 176.000, đồng thời tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt lên 4,3%, tăng so với mức 4,1% được ghi nhận trong tháng 6. Các nhà kinh tế nói rằng sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp đã kích hoạt một chỉ báo suy thoái được gọi là quy tắc Sam. Theo quy tắc này, một nền kinh tế bước vào suy thoái khi tỷ lệ thất nghiệp bình quân 3 tháng cao hơn 0,5 điểm phần trăm so với mức thấp nhất của 12 tháng. Thay vì chủ động cắt giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế phục hồi, Fed gặp sai lầm và sẽ phải cắt giảm lãi suất trong môi trường tăng trưởng suy yếu. Một số nhà kinh tế và nhà phân tích đã nói rằng Fed có thể sẽ bị buộc phải hành động nhanh hơn và quyết liệt hơn để hỗ trợ nền kinh tế đang trì trệ. Thị trường không chỉ định giá 3 lần cắt giảm lãi suất trong năm nay mà còn không loại trừ khả năng giảm tới 50 điểm cơ bản. Điều này tạo ra một môi trường tích cực cho vàng và đây là kịch bản mà nhiều nhà phân tích đã dự báo. Tuy nhiên, diễn biến của vàng vào thứ Sáu cho thấy kịch bản suy thoái không phải là tin tốt nhất đối với vàng vì nó tạo ra những biến động. Theo đó, các nhà đầu tư có thể buộc phải bán các giao dịch có lợi nhuận để bù đắp cho khoản lỗ và điều này sẽ tạo ra một số áp lực bán cho vàng. Trong tuần trước, nỗi lo suy thoái đã gây ra đợt bán tháo mạnh trên thị trường chứng khoán. S&P 500 giảm gần 4% và phần lớn đợt bán tháo diễn ra vào thứ Năm và thứ Sáu. Nasdaq kết thúc tuần giảm gần 5% so với mức cao nhất và chính thức bước vào lãnh thổ giá xuống. Các chuyên gia cho rằng giá vàng có thể sẽ giảm tiếp trong tuần này, nhưng đà tăng dài hạn của kim loại quý này vẫn còn đó và các đợt giảm giá như vừa qua là cơ hội để các nhà đầu tư sở hữu vàng.
Với giá vàng trong nước ổn định, giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 2.446,4 USD một ounce, tương đương gần 74,9 triệu đồng một lượng. Nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế phí, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới khoảng 4,9 triệu đồng một lượng. Bất ngờ với quy định mới, mua một chỉ vàng cũng phải kê khai thông tin cá nhân. Không chỉ các ngân hàng thương mại mà các cửa hàng nhỏ lẻ cũng yêu cầu thực hiện kê khai thông tin khách hàng khi mua bán vàng. Tuần trước, tôi mua một chỉ vàng nhẫn tại cửa hàng vàng Bảo Tín trên đường Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội. Chủ cửa hàng yêu cầu xuất trình căn cước công dân, tôi thấy không được thoải mái vì nghĩ rằng yêu cầu này chỉ nên thực hiện với khách hàng mua bán số lượng lớn. Anh An, sống tại quận Hoàng Mai, Hà Nội kể. Thế nhưng đến đầu tuần này, khi đến một cửa hàng khác, anh An cũng được nhân viên cửa hàng yêu cầu xuất trình căn cước công dân gắn chip và số điện thoại cá nhân. Hỏi kỹ thì cửa hiệu cho biết đây là quy định mới. Anh nói, nhân viên cửa hàng vàng của Bảo Tín trên đường Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội cho biết, dù mua ít hay nhiều thì khách vẫn phải xuất trình căn cước công dân và cung cấp số điện thoại. Quy định này có từ tháng 5 và đã được thông báo trên TV. Trao đổi với Vietnamnet, đại diện của một số cửa hàng vàng nói rằng, việc thu thập thông tin khách hàng là để thực hiện quy định phòng chống rửa tiền của cơ quan chức năng. Ghi nhận thực tế cho thấy, hiện trên thị trường vàng, không chỉ với sản phẩm vàng miếng SJC mà mua nhẫn tròn trơn, nhẫn vàng rồng, thăng long, khách hàng cũng được yêu cầu cung cấp số điện thoại và số căn cước công dân. Chúng tôi yêu cầu khách hàng cung cấp số điện thoại và xuất trình căn cước công dân khi mua vàng, bất kể khách mua với số lượng nhiều hay ít, cả mua vàng nhẫn tròn trơn, đại diện một cửa hàng cho hay. Tùy từng cửa hàng, số căn cước công dân của khách sẽ được in trên hóa đơn mua hàng hoặc được cửa hàng lưu trên hệ thống. Để có thêm thông tin, phóng viên đã liên hệ với đại diện của tập đoàn Doji và Bảo Tín Minh Châu, nhưng cả hai bên đều từ chối trả lời. Trên thị trường, giá vàng nhẫn đang tăng nhanh. Nhẫn tròn trơn thuộc hệ thống các cửa hàng vàng Bảo Tín ngày 2 tháng 8 là 7,7 triệu đồng trên một chỉ, trong khi giá vàng nhẫn thương hiệu vàng rồng Thăng Long được các cửa hàng thuộc hệ thống Bảo Tín niêm yết là 7,763 triệu đồng trên một chỉ. Nhưng nhiều khách hàng cho biết không thể mua được vàng nhẫn trong những ngày này. Chị Hoa, Hà Nội cho biết, trong ngày 31 tháng 7 vừa qua, chị không thể mua được vàng do cửa hàng báo đã hết hàng. Tôi cần mua hai chỉ vàng nhẫn để trả nợ, nhưng đến Bảo Tín Minh Châu thì được thông báo hết vàng, trong khi chủ nợ yêu cầu phải trả đúng vàng mang thương hiệu này, giờ không biết tìm mua ở đâu, chị Hoa nói. Việc các cửa hàng vàng bất ngờ ngừng bán vàng nhẫn khiến cho không ít người đứng ngồi không yên vì họ có nhu cầu cần thiết mua trả nợ hoặc tặng con cháu nhân dịp cưới xin. Chị VTN, Hà Nội kể, ngày 30 tháng 7, chị đi mua vàng nhẫn để làm quà cưới cho cháu mà giật mình, không nghĩ rằng việc mua vàng nhẫn lại khó như vậy. Vào cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trên đường Trần Nhân Tông thì được cửa hàng hẹn đến chiều cùng ngày sẽ giao hàng. Đến chiều quay lại thì lại được hẹn sang sáng hôm sau, chị VTN cho hay. Vì cần mua sớm, chị VTN tiếp tục sang cửa hàng của tập đoàn Phú Quý cũng trên phố vàng Trần Nhân Tông. Tại đây, chị được yêu cầu nộp tiền trước và phải chờ 10 ngày sau mới giao vàng. Mua vàng nhẫn để làm quà cưới mà cứ như thời bao cấp thế này thì khổ quá. Chị VTN không giấu nổi vẻ thất vọng. Theo quan sát của Vietnamnet, hiện tượng găm giữ vàng không bán ra chỉ diễn ra với các cửa hàng trên phố, trong khi các cửa hàng vàng, kể cả của các thương hiệu lớn ở ngoài thành Hà Nội vẫn luôn có sẵn vàng để bán. Liên quan đến vấn đề kê khai thông tin khi mua vàng, mới đây, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hàng ngày, cơ quan này sẽ thu thập thông tin người mua, bán vàng miếng và chuyển cho công an nhằm phát hiện nghi vấn đầu cơ. Thông tin của người mua, bán vàng miếng được thu thập thông qua Tổ công tác đảm bảo an ninh thị trường vàng do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa thành lập. Theo đó, Tổ công tác sẽ thu thập, phân tích thông tin tình hình mua bán, cũng như thanh kiểm tra các cơ sở kinh doanh vàng miếng và sản xuất, mua bán trang sức. Đại diện Công an thành phố Hồ Chí Minh làm tổ trưởng, phối hợp với cơ quan liên quan để phát hiện, xử lý các nghi vấn buôn lậu, đầu cơ, trục lợi, gây bất ổn thị trường vàng. Tổ phó là đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, có nhiệm vụ thu thập và chuyển giao cho công an thông tin các cá nhân mua vàng tại các địa điểm bán vàng miếng của SJC và 4 ngân hàng thương mại trên địa bàn. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ nghiên cứu các giải pháp chỉ đạo 4 ngân hàng thương mại Agribank, Vietinbank, Vietcombank, BIDV và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC phát hiện các cá nhân nghi vấn được thuê mua, thu gom vàng, cung cấp thông tin kịp thời cho lực lượng công an. Tổ công tác còn có các thành viên đại diện của Cục Phòng chống rửa tiền
với nhiệm vụ xác minh nguồn tiền mua vàng. Cục Quản lý Thị trường kiểm tra các cơ sở kinh doanh, xử lý vi phạm và trao đổi thông tin với ngành công an. Cục Thuế sẽ theo dõi dấu hiệu trốn thuế và buôn lậu vàng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!